Chào các bạn fan và toàn thể khán thính giả nghe kênh Cà phê Sài Gòn. Lại là người giấu mặt trong chương trình Cà phê Tâm sự hàng tuần nghe ạ. Đã đến số thứ 14 của năm 2024. Có lẽ đây là số tâm sự ngày thứ hai ngắn nhất từ trước đến giờ, vì không có thư để người giấu mặt trả lời cho các bạn, ngoài vài bức thư mang tính chất động viên hoặc góp ý. Nên hôm nay tôi sẽ nói thêm một chút về vấn đề ngôn ngữ qua giọng nói Sài Gòn mà vài bình luận có đề cập đến. Thật ra, ngôn ngữ của một dân tộc không bao giờ dừng lại cố định ở một chỗ, mà theo dòng thời gian, cùng với biến động lịch sử, dù muốn hay không, chắc chắn sẽ có một số không ít từ vựng được bổ sung, làm thay đổi phần nào cách diễn đạt mà người nghiêm túc ban đầu khó chấp nhận. Thường thì giới trẻ chính là những người đầu tiên chế biến, pha trộn cách nói mang tính hài hước, đùa cợt và có hơi cường điệu nhằm mục đích giải trí, vui vẻ là chính. Dựa trên nguyên tắc mới lạ và cố làm ra vẻ khác biệt. Những từ ngữ đó được gọi là tiếng lóng. Dĩ nhiên rồi, giới trẻ và tầng lớp thấp trong xã hội là nơi phổ biến mạnh nhất, nhanh nhất loại ngôn ngữ bị xem là đường phố này. Lâu dần, nó phát tán rộng rãi, rồi tự động thêm vào kho từ vựng theo một cách phi chính thống. Dĩ nhiên là về mặt giá trị học thuật, cùng với sự công nhận của giới học giả, thì vẫn còn nhiều tranh cãi, nếu không muốn nói là bị đả kích vì làm méo mó và làm mất đi sự trong sáng của ngôn ngữ chính thống. Nhưng nghĩ cho cùng, qua trải nghiệm một cuộc đời mấy mươi năm, mặc cho dư luận, kẻ khen, người chê, tôi nhận ra tiếng lóng vẫn tồn tại như một thứ đặc tính đánh dấu tầng lớp, thành phần xã hội. Nó mang dấu ấn và hơi thở của thời đại, làm phong phú thêm cách diễn đạt ngôn ngữ trong một giai đoạn lịch sử nào đó. Dĩ nhiên, không ai biết tiếng lóng sẽ tồn tại được bao lâu trong kho tàng ngôn ngữ. Nhưng dù muốn hay không, thì vẫn buộc phải công nhận nó có mặt trong dòng chảy và hơi thở của thời đại. Tôi nhớ ngày xưa, mỗi lần chứng kiến đám trẻ chúng tôi trò chuyện và sử dụng tiếng lóng, dĩ nhiên là không có trong ngữ vựng tiếng Việt, như là bỏ đi tám, cà chớn quá hả, sức mấy, xưa rồi diễm, xế hộp, bắt địa, khứa lão, vân vân. Ôi thôi, nhiều lắm. Ba má tôi đã chửi cho sấp mặt. Học ở đâu kiểu ăn nói mất dạy thế hử? Nhưng ông bà chửi thì cứ chửi, mà tụi nhỏ chúng tôi khi vắng mặt người lớn thì vẫn cứ xài. Vui mà, có chết thằng Tây nào đâu. Dù nghe kỹ thì đúng là nó cũng mất dạy thiệt. Sau 1975, những người Việt xa xứ đi ra định cư ở nước ngoài, mà nhiều nhất là Hoa Kỳ, chắc chắn cũng không còn sử dụng hay cũng chẳng còn nhớ gì tới thứ tiếng lóng một thời để nhớ này. Mà các bạn hẳn đã có một thứ tiếng lóng khác pha trộn vào ngôn ngữ tiếng Việt. Đó là loại tiếng lóng bản địa của nơi bạn sinh sống. Đừng nói là người Mỹ không có tiếng lóng nhé. Bất cứ một dân tộc nào cũng có thứ tiếng lóng của riêng mình, mà những người học tiếng Anh chắc chắn không thể không biết. Ngoài ra, làn sóng Việt Kiều về thăm quê đầu những năm 90 của thế kỷ trước, cùng với sự du nhập văn hóa nước ngoài một cách ào ạt vào Việt Nam, sự giao thoa ngôn ngữ vùng miền càng làm cho tiếng lóng của giới trẻ Việt đầu thế kỷ 21 đã được nâng lên một tầm cao mới. Tiếng lóng thời đại ngày càng hài hước hơn, vui vẻ hơn và cũng mang tính chém gió nặng ký hơn. Thoạt đầu,
với bản tính thủ cựu của lớp già. Tôi cũng thấy dị ứng khi nghe đám con nít chém gió văn mạng bằng loại ngôn ngữ đường phố Việt của thế kỷ 21. Dĩ nhiên là tôi có cảm giác khó chịu, y như ông bà già của tôi ngày xưa, cách đây mấy chục năm, từng mắng mỏ. Nhưng mà sau khi bình tâm suy nghĩ, tôi tự dặn mình phải cởi mở và thoáng hơn đi. Ngày xưa mình cũng y như tụi nó bây giờ mà. Trong tiếng Việt của thập niên 20, thuộc thế kỷ 21, nay đã có thêm nào là biết chết liền, bó tay, sao phải xoắn, chém gió, chán như con gián, u là trời, còn cái nịt, gấu, vân vân. Nhiều lắm, vô thiên lũng luôn. Nhưng phải nói thật, tiếng lóng thời đại hiện nay, nhất là xuất phát từ Gen Z, đang lan tràn trong hầu hết mọi tầng lớp xã hội, chứ không còn đơn thuần là thứ ngôn ngữ đường phố thu hẹp. Ngoài ra, với việc pha trộn ngoại ngữ để hình thành từ lóng, nên tính chất của nhiều từ cũng trở nên ba rọi, tối nghĩa và đôi khi cũng khá là vô duyên. Để tìm hiểu thêm về cái nhìn của xã hội trước hiện tượng này, chúng ta tham khảo một bài báo đăng trên trang vtv.vn có tựa đề Tiếng lóng trên mạng xã hội, đâu là ranh giới? Được đăng vào ngày 24 tháng 11 năm 2022. Có đoạn viết như sau. Ngôn ngữ là mã giao tiếp, tồn tại trong cộng đồng, được mọi người quy ước với nhau. Thế hệ Gen Z cũng là một cộng đồng thu nhỏ, đã tạo nên những mã ngôn ngữ riêng biệt, dành riêng cho nhau. Việc sử dụng tiếng lóng khi nói chuyện với bạn bè cùng thế hệ có mức độ quen biết thân thiết nhất định, khiến cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, hài hước và gần gũi hơn. Nguyên nhân cho sự ra đời của những ngôn ngữ này phát xuất từ mạng xã hội. Về mặt khách quan thì nó giống như xu hướng đổi mới, trào lưu xã hội và sự bùng nổ của Internet. Còn về mặt chủ quan, các bạn trẻ muốn tìm cho mình một sự khác biệt và mới lạ. Tôi xin mở ngoặc ở chỗ này một chút. Cái sự thích khác người của giới trẻ thì thời nào cũng có. Dù rằng sự khác biệt đó chỉ là hình thức và hoàn toàn rỗng tuếch. Phó giáo sư Phạm Xuân Thạch cho rằng những từ ngữ mới này là một hiện tượng bình thường của đời sống ngôn ngữ và không có khả năng làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt. Bản chất của ngôn ngữ luôn luôn biến đổi, không dậm chân tại chỗ và vận động cùng với cuộc sống. Trong xưng hô và giao tiếp, việc các bạn trẻ đưa ngôn ngữ nói và viết, cả ngữ âm của các vùng miền, pha trộn tiếng Việt với tiếng Anh, đưa một số từ ngữ tạo ra từ ngữ mới, là một khuynh hướng vui vẻ và thể hiện sự vận động bình thường của ngôn ngữ, phản ánh đời sống của các bạn. Chúng ta nên rộng mở với hiện tượng này. Phó giáo sư Phạm Xuân Thạch nói tiếp, chúng ta cần hiểu đúng, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt không có nghĩa là giữ tiếng Việt giống như cách đây 10 năm, 20 năm, 30 năm hay thậm chí 40 năm trước, mà là đảm bảo ngôn ngữ luôn luôn vận động, biến đổi và làm thế nào để ngôn ngữ sử dụng đúng cách, đúng chỗ, đúng hoàn cảnh và phản ánh đúng nội dung thông tin cần truyền tải, phù hợp hoàn cảnh giao tiếp. Từ lóng sinh ra trên không gian mạng, nhưng lâu dần thành quen. Khi ngôn ngữ này không dừng lại ở các cuộc trò chuyện vui trên mạng xã hội hay cộng đồng người trẻ, thì trong một số trường hợp, nó trở thành phản cảm. Từ một tiếng lóng mang tính vui vẻ, nó có thể trở nên xấu xí trong mắt mọi người. Các nhà ngôn ngữ học luôn khẳng định tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ thuộc nhóm có sức sống nhất trên thế giới. Trải qua thăng trầm, biến động của lịch sử,
tiếng Việt không những không bị mất đi, nghèo nàn hay biến dạng, mà còn ngày càng phong phú, sinh động vì biết chọn lọc, hòa đồng và du nhập một cách hợp lý ngôn ngữ ngoại lai khi du nhập vào nước ta. Sự biến hóa của tiếng Hán thành tiếng Hán Việt, sự du nhập của tiếng Pháp được chuyển hóa vào dòng chảy của tiếng Việt là một trong những ví dụ sinh động cho điều này. Suy xét lại, ngôn ngữ Gen Z chỉ mang tính cá nhân, không mang tính xã hội đặc biệt, không sở hữu sử tính, không dễ hiểu và có cơ sở phát triển thành một hệ thống rõ ràng. Chính vì thế, theo thời gian, ngôn ngữ Gen Z có khả năng cao sẽ bị đào thải và lãng quên. Một trào lưu từ lạ khác sẽ lại lên ngôi. Tuy nhiên, xét ở khía cạnh văn hóa giao tiếp, cũng có giới hạn nhất định khi sử dụng. Phó giáo sư Phạm Xuân Thạch cho biết thêm, trong ngôn ngữ cần có sự giáo dục phù hợp với hoàn cảnh, dạy công dân của chúng ta biết cách sử dụng ngôn ngữ thích ứng đúng với hoàn cảnh giao tiếp và đối tượng giao tiếp, biết giới hạn sự sáng tạo ngôn ngữ ở mức chừng mực. Ở đây, điều sâu xa hơn là tạo ra cội rễ, nền tảng văn hóa cho mỗi con người, để biết lúc nào, với đối tượng nào, hoàn cảnh nào thì sử dụng ngôn ngữ gì, và biết biến đổi ngôn ngữ như thế nào là phù hợp. Tôi nghĩ đó là vai trò quan trọng của giáo dục. Cùng với cái nhìn bao dung của xã hội, ngôn ngữ sẽ vận động đúng với quỹ đạo cần có của nó trong đời sống. Ngôn ngữ, tiếng nói là phương tiện giao tiếp chủ yếu của con người. Đứng về một mặt nào đó, ngôn ngữ là lăng kính, phản ánh khá trung thực hình thái xã hội và văn hóa của con người. Nhiều người Việt trên khắp thế giới vẫn tìm cách gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu đối với tiếng Việt. Tôi không hoàn toàn đồng ý hay có phản bác gì với bài báo trên đây, nhưng phải chấp nhận hiện trạng biến đổi của ngôn ngữ trong mọi thời đại, vì nó là điều tất yếu, là một trong những nét đặc trưng của xã hội qua từng thời kỳ. Trong một truyện ngắn, tôi có viết là Một bữa ăn hoành tráng, và có một bạn viết bình luận như thế này: chỉ có bữa ăn thịnh soạn, chứ không có bữa ăn hoành tráng. Chắc bạn ấy nghĩ là tôi không biết điều đó, nên mới viết như vậy. Trong văn chương, khi xây dựng một bối cảnh cho câu chuyện, những nhân vật sống trong bối cảnh ấy, và hơn thế nữa, tính cách của nhân vật cũng được thể hiện qua suy nghĩ và ngôn ngữ, nên tôi đã cố tình viết theo kiểu đùa cợt như thế. Ngoài ra, còn một đặc điểm nữa phải nói đến. Người giấu mặt luôn có cách viết thiên về sự châm biếm, mang tính hài hước, đôi chút, để thể hiện những điều muốn nói. Chắc các bạn cũng biết như thế phải không? Chúng ta phải chấp nhận một điều. Đã nửa thế kỷ trôi qua rồi, Sài Gòn ngày nay không thể giống như cách đây 50 năm, từ cảnh vật cho đến con người. Nhưng dân Sài Gòn vẫn giữ được giọng nói đặc trưng kia mà. Và hơn thế nữa, cần phải khách quan trong nhận định của mình, và phải nhìn nhận rằng có rất nhiều người Việt vẫn đang miệt mài làm việc, toàn tâm toàn ý vì sự phát triển của đất nước. Người giấu mặt vẫn vô tư làm việc như thế đấy các bạn ạ. Cuối cùng, tôi rất cảm ơn lá thư góp ý chân tình của bạn Binh Vinh để kênh Cà Phê Sài Gòn ngày một cải thiện tốt hơn. Cũng xin được nhắc lại với các bạn, tôi vừa thực hiện xây dựng thêm một kênh mới mang tên NGM Diary, nghĩa là nhật ký người giấu mặt, coi như kênh dự phòng, sẽ hoạt động song song với kênh Cà Phê Sài Gòn Vlog hiện hành. Nhưng có điều, tần suất bài đăng sẽ chậm và ít hơn kênh Cà Phê Sài Gòn Vlog. Kênh mới này chỉ vừa ra mắt và chỉ mới có một bài đăng. Người giấu mặt đang chuẩn bị post bài thứ hai trong tuần sau.
Mong tất cả các bạn ủng hộ và truy cập vào kênh mới này theo link được đăng tải trong phần mô tả phía dưới. Địa chỉ của kênh là youtube.com/a.ngmdiary. Hãy đăng ký và chia sẻ kênh mới này cho nhiều người biết đến các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Thưa các bạn, vì không có nhiều thư nên bài viết Cà phê Tâm sự tuần này sắp kết thúc ở đây. Một lần nữa, xin nhắc lại với mọi người, hãy cố gắng theo dõi và xem các thông báo về ngày phát hành và những thông tin khác trên tab cộng đồng. Có nhiều bạn vào YouTube chỉ xem video mà không biết ở đây còn có vài tính năng khác. Nếu không chú ý thì các bạn sẽ bỏ lỡ những thông tin cần biết. Đến đây, bài viết đã dài. Người giấu mặt luôn chờ đợi những lá thư từ các bạn. Hãy tích cực viết và hỏi tất cả những gì mà các bạn thắc mắc. Người giấu mặt sẽ trả lời theo sự hiểu biết của mình. Cái gì chưa biết thì tôi sẽ cố gắng tra cứu giùm các bạn. Để gửi thư cho người giấu mặt, xin vui lòng viết đúng địa chỉ: thehiddenguy.cafesaigon@gmail.com. Địa chỉ mail này cũng là địa chỉ mail chính của kênh mới NGM Diary. Cảm ơn các bạn đã nghe bài đọc này. Chúc các bạn một tuần mới nhiều năng lượng trong công việc cũng như nhiều niềm vui trong cuộc sống.